Hello. Chào cả nhà yêu thương, chào cả nhà yêu thương. Chiều mưa phố xưa ô mùa, có ai mong chờ một người miền mà nơi mô để nhớ bé thương một người. Ôi trời trời hả? Ăn vịt là mấy người đi nuôi tháng này. À tôi chứ là thầy Thướng có khách kìa đó. Anh đem ghẹ ra thì đó tôi ghẹ. Dạ cảm ơn anh nghe. Rồi chưa? Đóng cửa luôn rồi bà chó bà chạy. Dạ tôi chứ là anh hàng xóm đó. Trời ơi make up này dễ sợ như vậy. Trong phòng của Thướng rất là nhỏ mà cũng nên Thướng cũng nên ra khỏi phòng chứ ngồi ở hoài trong phòng không tốt. Phòng quá nhỏ thiếu không khí. Cái chừng đó là chừng đi đó. À, cho nên là cho ra ngoài chơi dễ xíu. Chị gặp được bà Thơm. À, cô em dâu đang diêu chị chồng ra. Là chị chồng đi quản hiệp em dâu không đáng biệt. Không có té đâu. Em bận hai cái lưng là không có té đâu sợ. Cái ghế nó thấp quá không? Khó ngồi không? Ok. À có quà của bạn Hồng Kim Anh. Xin lỗi. Có quà của bạn Hồng Kim Oanh lẫn cái đầu óc lẫn là hay bị rồi nghị đường nội người nào là tặng cho bằng Thương mà gửi về bằng Hoa, nhưng bằng Hoa là sáng nay á là bằng trực phòng mạch cho con trai đó, cho nên là bằng Hoa không đi được, cho nên là Lân nhờ Lân cầm tới mà Lân không đưa mô. Hạt bài tặng Hồng Kim Oanh xong rồi Lân được. Được không? Hát bài tặng đi. Hát đi. Mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn. 90 ngày qua chứa trang tình thương. Ngày mai sang cánh đưa hai nơi. Phút gần người nhau. Tà từ lá hết người ơi, tiếng nghe nức nở buồn hơn tiếng lòng. Biết ai còn nhớ đến ân tình không? Đường xưa im bóng mai đứa nay đâu, phút gần nhau lúc đầu. Giờ giữ nước trôi qua cầu, giá biệt bàn lòng ơi, thôi nay xa cách rồi, kỷ niệm mình xin nhớ mãi. Buông riêng một mình ai, chớ mong đến cuộc chiến u hỏi nào ai có hay. Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn, tan thòng ngược thôi gắn xa lưỡi thương. Màu hoa vương thắm như máu con tiêu, mỗi lần hè thêm kỷ niệm. Người xưa biết đâu mà tìm. Hay quá. Cầm kia, cầm đồ đó. Đây, cầm vô đây. Cảm ơn ai? Cảm ơn chị Lăng. Hồng Kim Oanh. Hồng Kim Oanh. À, quà tặng của Hồng Kim Oanh đó. Có cái quà này nữa mà tôi quên cầm vô. Con biết rồi. À, có. À đúng rồi, lúc sữa gì đã bô ra lại dùm vậy? Đây, ở đây luôn tiền lớp 98, tập thể lớp 98 nè. Gửi cho bạn Thương tiền nè. 98 nữa nè. Đó, của mấy lớp? Lớp 98 mình đó, tập thể lớp mình đó. Bữa trước cho bô ra liễu sữa dùm một ngôi xe mình đó. Còn tiền của bạn Viên gửi nữa, tới hồi Viên sẽ nói bạn tới. Để ngồi xe hả? Đi xe, móc ra xe đi vô quên. Rồi. Còn ở đây nè, cho mua 200 để mua đồ ăn cho Không, cho Viên đưa cho Thương, Thu riêng để Thu mua đồ ăn cho Thương nha. Mà Thương nó cũng gửi cho Thu hết đi. Chứ đừng có cầm mất uổng mấy kia. À. 100 đô này là 2,4 triệu rồi, 1,8 triệu là 4,2 triệu rồi đó. Ừ. Nhiều lắm. Rồi đi rồi cho à, cái đó là của Hoa, bạn Hoa 94 gửi tặng sữa hay là cái gì trong rồi Lan cũng mở ra coi nữa. Bột ngũ cốc B1 của bạn rồi. Phạm Hoa lớp 94 gửi tặng bạn Thương. Sáng nay á, sáng nay là đặng lại bằng Phạm Hoa cũng đến, nhưng mà bằng mắc trực phong mạch cho con trai. Hello. Chào cả nhà yêu thương, Thương sáng nay nhiều tiền quá. Nhiều quà, nhiều yêu thương. Đó kìa. Hôn giỏ đi, Thương hôn giỏ. Hôn giỏ tặng. Hôn giỏ. Trước tiên là mi cảm ơn lớp. Rồi nói đi. Cảm ơn các bạn lớp 98. Thành thật cảm ơn tất cả mọi người, trong đó có học sinh lớp 98 cũ của mình và tất cả mọi người. Hồng Kim Oanh, chồng vợ của anh Thuận, cảm Hoa, là Hồng Kim Oanh, nhớ vợ anh Thuận nữa, trời đất ơi, nhớ tên con nữa đó mày. Ô chú, ông Thuận ông đi từ đời mô ra mà con nhớ à? Biết nhà ở đâu nữa đó. Toàn là người Hồng Kông mà. Đoạn là tầm bày Hồng Kông, Đang nói tên đúng. Rồi, thôi được rồi, ngang đó được rồi. Ông cười kìa, ông kêu tôi người Việt Nam. Cười đây. Rồi. Tất cả đây. Mình cảm ơn tất cả. Hát tặng bài nữa. Ai giỏi toán, A bình phương cộng B bình phương là bằng gì nè? A bình phương cộng B bình phương còn phải là AB. Ôi trời. Đúng không ba? Tôi quên rồi. Tôi quên hết trơn rồi. A bình phương cộng B bình phương là AB đúng rồi đó. Cô nhớ câu tiếng Anh không? Tiếng Anh hả? How are you là thế nào? Cảm ơn. What's your name? My name Nguyễn Thị Thương. What's her name? Phạm Thị Lan Viên. Okay, now I ask you a question. How are you now? I am 6 years old. Okay. Yeah, you are so beautiful. You have a beautiful smile. Thank you. Rồi. Cảm ơn khán giả của Như Lân TV đấy. Thank you. Thôi nói tiếng Việt cho bà con hiểu được. Cảm ơn bà con, quý bà con khán giả của Như Lân TV. Cảm ơn tất cả mọi người, bạn cũng như tất cả bạn bà con. Cái Như Lân TV nữa nè. TV. Bạn có dùng điện thoại không? Có Facebook không? Không có. Có. Lâu mở chắc không đưa chập máy ra hết á. Tao mở chắc không coi. Yeah. Rồi. Chờ bữa đây là Thương nổi tiếng lắm đó, ngay nhiều người biết lắm đó. Rồi thôi. Video cũng đã dài, Như Lân xin cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị em và các bạn đã theo dõi. Cảm ơn tất cả các bạn, đặc biệt là cảm ơn bạn dịu dàng, dịu dàng Hồng Kim Oanh. Dịu dàng. Phạm Thị Hoa. Và tất cả các bạn lớp 98. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và cảm ơn Lân TV. Đã cho Thương lên những đoạn phim rất là nổi tiếng. Từ đây. Rồi. YouTube đó, rồi để gợi. Cắt mắt đâu. Đừng có yên tâm đã giao. Rồi. Cho chứ mà bỏ trong. Chị Thương cảm ơn chị Hồng Kim Oanh, chị Hồng Phạm Hoa và chị Phạm Hoa. Và lớp 98 chị Phạm Hoa đã tặng một cốc cho cô Thương là chị chồng của em. Rồi. Mấy cái mặt lên cái rồi được rồi. Ok. Và trước mắt là em thay mặt chị Thương gia đình cảm ơn chị Hồng Kim Oanh và chị Phạm Hoa, chị Phạm Hoa, lá 98 và chị Lăng TV. Cái mày ghê. Rồi cảm ơn tập thể lớp 98 nha, và chị Phạm Hoa lớp 98. Tập thể lớp 98. Tập thể của lớp 98. Lớp chị Thương học á. Dạ lớp Thương học đó. Tặng cho món quà. Đó. Nè, mà mình học trường mẫu rồi ha. Quên rồi. Dạ chứ con nhiều làm cấp 1, cấp 3, 2, cấp 3 là lên trường Hồng Đức. À, trường Trung cấp y tế. Cấp 3. Cháu cấp 3 học ở đâu? Trường Hồng Đức. Cấp 3 môn học Hồng Đức. Trường cấp 2, cấp 3 là trường Hồng Đức đó. Phan Trinh nữa. Ừ, Trinh đó. Phan Chiêu Trinh là 6. Có, lên qua lớp 2 đến 5, 2 đến 5 đó. Là 6. Rồi, đúng đối nhớ nữa là đúng. Con có học trường chi nữa? Trung cấp y tế. Trung cấp y tế. Em đi có học với con Nguyễn Thị Hồng không? Nguyễn Thị Hồng con Trần Thị Vi nó cũng học xét nghiệm á. Ừ, Quyên nhận rồi mọi người. Ờ rồi đúng ở chỗ Phú Gia. Rồi. Có Nguyễn Thị Hồng mới có học không? Nguyễn Thị Hồng á. Đúng luôn, Hồng bác sĩ à. Không, Nguyễn Thị Hồng nó cũng học với xét nghiệm với mình mà. Rồi Nguyễn Thủy nữa nè. Không, con Hồng nó bác sĩ Thủy rồi đó. Không, bác sĩ hơn lại thường dân. À đúng rồi, không Nguyễn Thủy nó là Ngọc Thủy. Nguyễn Thủy ở Nha Trang. Thằng Xanh, Nguyễn Thị Thủy lại Thằng Xanh, còn Ngọc Thủy lên Danh. Rồi con Nguyễn Hồng, mình nhớ à, Nguyễn Hồng cũng học xét nghiệm đó. Gia đình có 5 người bác sĩ y tá ở trong viện đó qua luôn. Nguyễn Thị Hồng đẹp đẹp, tóc dài. Không, lấy thằng Bình đi ra. Thằng Liên, lấy anh Liên. Rồi. Đúng rồi, cũng có con Hồng lấy thằng Bình nữa. Rồi rồi. À, Hồng Bình là ở gần nhà ta. Rồi làm bệnh viện còn nhớ bác sĩ cái mắn á. Bác sĩ Kim Anh á, bác sĩ Kim Anh. Vợ ai? Vợ ai? Anh Cương. À. Con chị Tú nó là người Huế, anh Tùng là người Cõi. Bữa trưa bác sĩ Kim Anh mới gửi 500 đó. Nhớ không? Rồi. Rồi thôi, bye bye, bye bye. Rồi, hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Bye bye.